Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh phân của mình. Bài học hôm nay, mọi người sẽ được học cách chơi kỹ thuật mạt và đả của đàn tranh nhé. Kỹ thuật mạt, đó là ngón trỏ của chúng ta gảy về phía lòng bàn tay. Kỹ thuật đả, đó là ngón đeo nhẫn của chúng ta gảy hướng vào lòng bàn tay. Tiếp theo, chúng ta cùng nhìn vào dây đàn, vẫn là bảo lưu tư thế tay cơ bản. Lúc này, hãy nhìn ngón trỏ của chúng ta, khớp lớn, khớp giữa và khớp nhỏ hơi hướng xuống phía dưới. Tay hướng xuống là để ngón tay của chúng ta dễ đặt vào dây đàn. Chúng ta cần chú ý đến khẩu hình của bàn tay khi gảy. Chúng ta phải lưu ý rằng các khớp nhỏ của chúng ta ở trạng thái thẳng đứng. Chính là tư thế tay như thế này. Vẫn như cũ, ta sẽ đặt dây đàn ở vị trí 1/3, cũng đừng ngã về phía sau hoặc nghiêng về phía trước quá nhé. Hãy chú ý đến tư thế tay và bàn tay, đặt ngón trỏ hướng xuống dưới để chạm vào dây mà chúng ta muốn gảy. Các bạn cần nhớ, ở trong trạng thái thả lỏng, khi đặt tay lên dây đàn, đừng vội nhấn giữ nó mà cần thả lỏng bàn tay ra. Chỉ cần chú ý đến đầu ngón tay của chúng ta là được. Đầu ngón tay hướng xuống đặt vào dây đàn. Ở điểm này, tư thế hơi hơi mở ra, đừng để hai đầu ngón tay gần sát nhau quá. Rồi cử động khớp nhỏ, đặt vào dây đàn, nâng dây và gảy đàn. Chúng ta sẽ thấy lực gảy ở tay, cần chú ý cổ tay không được tùy ý nhảy động. Tiếp theo là kỹ thuật đả. Đả là kỹ thuật gảy bên trong ngón đeo nhẫn. Các bạn nhìn tư thế tay này, nếu như ngón tay đặt lên trước dây đàn, thì ngón này cùng với ngón giữa của chúng ta sẽ hơi giống như đang hướng về phía trước. Như vậy, vì ngón nhẫn của chúng ta chưa độc lập, nên chuyện gì sẽ xảy ra khi nó chạm vào dây đàn về phía trước? Bạn có thể dùng ngón áp út và ngón đeo nhẫn để dẫn lực cho ngón đeo nhẫn, nhưng chúng ta cần cách xa ngón giữa. Ngón út và ngón nhẫn ấn vào dây đàn về phía trước. Lưu ý, vẫn là tư thế tay như hướng dẫn, các khớp giữa thì uốn cong, các khớp nhỏ thì thẳng đứng. Đặt ở trạng thái chạm nhẹ vào dây đàn, trạng thái này giống với trạng thái của ngón giữa và ngón trỏ. Ngón út trợ lực cho ngón nhẫn. Khi chơi vào dây đàn, ngón út cũng điều khiển ngón nhẫn, bám dây và di chuyển các khớp nhỏ để nâng dây lên. Mình nhấn mạnh một điểm, vị trí lòng bàn tay của chúng ta nhất định cần chú ý để có thể khống chế và kiểm soát được lực đạo. Như vậy, các đầu ngón tay mới linh hoạt. Ngón út dẫn động, ngón nhẫn chạm nhẹ vào dây và gảy. Được rồi, vậy là chúng ta đã có 4 kỹ thuật, đó là đả, câu, mạt và thác đều đã giảng xong rồi. Mọi người hãy cùng xem lại cẩn thận một lượt. Kỹ thuật đả là dùng ngón nhẫn. Câu là dùng ngón giữa. Mạt là dùng ngón trỏ. Thác là dùng ngón cái nhé. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu còn gì thắc mắc, hãy nhớ để lại bình luận cho mình nhé.